chính hãng đẹp như mới. Bản này là bản hiếm và giá trị hơn các phiên bản thép bình thường khác. Đó chính là cánh phím là màu xanh navy đồng bộ với phần lưng da cá màu xanh. Da cá nha chứ không phải da bê. Trên 100 triệu đồng, đây là chiếc điện thoại Vertu Signature S Navi, bản đặc biệt và nguyên thủy, nguyên bản, nguyên zin theo tiêu chí sưu tầm của Kỳ Lân Luxury, chính hãng đẹp như mới. Bản này là bản hiếm và giá trị hơn các phiên bản thép bình thường khác. Đó chính là cánh phím là màu xanh Navi đồng bộ với phần lưng da cá màu xanh, da cá nhanh chứ không phải da bê. Điểm khác biệt trên dòng Vertu Signature S Navi xanh này khác với những bản thép khác đó chính là từng phím bấm là Sophie luôn. Còn những phiên bản thép khác là cùng chất liệu với phần vỏ, phần nẹp của chiếc điện thoại và phần gốm thoại chỗ mà chúng ta áp vào nói chuyện là màu bạc. Tổng thể chiếc điện thoại này quá đẹp, quá sang trọng và đẳng cấp thượng lưu. Đây là một phiên bản hiếm của dòng điện thoại Vertu Signature S full box đầy đủ đồ chơi, có kèm cả bao da đồng bộ luôn. Đây là bao da màu xanh cùng với máy. Bao da này bao da đứng và có nắp. Chúng ta mở nắp lên như thế này. Sau khi mở xong thì chúng ta nhét điện thoại vào. Sau khi mở xong thì đưa điện thoại vào thôi và cài lại, gài nắp lại bằng cách nhấn vào. Ở đây có cái nút chốt và ở đây có cái lỗ nút và cái chốt để gài lại bật ra. Đặc biệt hơn nữa là quả pin này Kỳ Lân sưu tầm được, pin zin chính hãng và chưa qua sử dụng, chân pin chưa có dấu. Để sử dụng chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng này, chúng ta đầu tiên sẽ lắp pin vào. Về việc lắp pin này thì chúng ta lắp một lần và xài thôi, không cần phải tháo ra tháo vô để mà mình gắn sim vào hay sim ra giống như là những dòng điện thoại trước kia. Đầu tiên chúng ta muốn bỏ pin vào thì chúng ta nhìn sau lưng cái điện thoại sẽ có một cái chốt vòng bán nguyệt. Chúng ta sẽ bật cái chốt lên. Sau khi bật chốt lên thì vuông góc thẳng với bề mặt của cái lưng điện thoại. Sau đó chúng ta cầm cái phần chốt đó, chúng ta xoay ngược kim đồng hồ, ngay lập tức cái nắp sẽ hở ra và chúng ta dỡ ra thôi. Dỡ ra và xoay chốt như thế nào thì giữ nguyên vị trí đó. Sau đó chúng ta cầm quả pin, kiểm tra pin và nhét vào vị trí. Trong quả pin sẽ có 3 cái chấu tương ứng với 3 cái chấu trên thân máy, bên trong sườn máy. Chúng ta sẽ nhét chuối quả pin xuống để cho cái 3 cái chấu trong cái sườn máy, trong cái bao mặt đó, nhúng vào, lúng vào thì lúc đó chúng ta mới đặt quả pin phần khúc sau xuống được. Còn không đẩy vào thì nó sẽ bị kẹt lại bởi vì nó dư ra. Muốn mà không dư, muốn vừa kích thì chúng ta phải đẩy nhét vào quả pin xong, nhét đẩy lên để cho cái lò xo nó nhúng vào thì chúng ta mới đặt được vị trí của phần sau của quả pin xuống. Sau khi đặt pin xong, chúng ta sẽ cầm cái nắp pin như thế này và nhét vào trên cái phần sườn, nó sẽ có một cái lỗ tương ứng với một cái chốt dư trên cái phần nắp pin này. Chúng ta sẽ nhét hai cái đó vào nhau. Đi nhà sang thì phải đi với siêu xe đó, điện thoại xịn thì phải đi với sim số đẹp nữa. Thường thường sẽ tương sinh với nhau như vậy. Rồi khi chúng ta nhét phần dưới trước thì chắc chắn nắp trên nó sẽ bị hở ra như thế này, dư. Chúng ta giữ cố định để cho phần dưới nó không bị bung ra, giữ yên vị trí này. Và lưu ý lúc này là cái chốt bán nguyệt này vẫn được vuông góc với phần lưng. Mình không được ập cái chốt vòng bán nguyệt này xuống lại mà mình phải giữ cho nó vuông góc. Và sau đó chúng ta bóp cái nắp vào, ngay lập tức cái chốt này nó sẽ bung, nó sẽ trả ra và nó sẽ khóa lại. Sau khi khóa xong, lúc đó chúng ta mới lật ập cái chốt bán nguyệt xuống. Như vậy là xong. Và tiếp theo khởi động thì trên đầu sẽ có cái nút nguồn khởi động. Thì ở trên đầu sẽ có hai phần thanh, một cái mảng dài, một mảng ngắn. Mảng dài là dành cho ổ sim. Cầm điện thoại chúng ta không nhìn vào mặt trước nha, mà nhìn vào mặt sau. Thì bên tay phải sẽ có một cái chốt bên hông màn hình có một cái chốt. Cái chốt này chúng ta sẽ đưa tay vào và kéo cái chốt ra, ngay lập tức cái khe sim sẽ trồi lên. Lúc này chúng ta sẽ rút cái khe sim ra. Chúng ta sẽ cầm cái ổ sim và cái ổ sim sẽ có một cái khoảng trống bên trong. Và cái khoảng trống bên trong này vừa khít với cái sim nguyên bộ, khít sim to như thế này. Nếu như mà chúng ta dùng những cái sim nhỏ như thế này á thì bỏ vô không có lọt, nó bị rộng lắm, nhỏ so với cái lồng lắm. Khi mà Kỳ Lân giao máy cho quý khách thì sẽ có một cái lồng sim sẵn như thế này. Quý khách chỉ việc để sim mình vào đúng cái lồng sim. Chúng ta sẽ coi là sim ngay ngắn rồi. Sau khi sim ngay ngắn vào lồng sim rồi, chúng ta sẽ nhét nguyên cái miếng sim bự vào cái ổ sim này. Và chỉ việc là vẫn cầm tư thế là nhìn vào lưng máy, thì chúng ta khi nhét cái sim vào thì chúng ta cũng nhìn chính diện cái mạch sim nằm theo mặt chúng ta. Cái lồng sim này sẽ nhìn theo hướng chúng ta nhìn. Nghĩa là nguyên cái sim đưa vào cái ổ sim thì mình nhét vào, lật lại cái mạch sim nó nằm ngược với cái màn hình, cùng chiều với cái lưng. Một điều lưu ý là khi mà mình kéo cái chốt để mà trồi cái ổ sim ra thì không được đóng lại. Chỉ trường hợp tự đóng lại khi mà chúng ta đưa cái ổ sim gắn sim vào, chúng ta đẩy vào thì tự động sẽ đóng lại thôi. Và một lưu ý nữa rất là quan trọng, có nhiều quý khách bị rồi, là khi lấy sim ra rồi cái bỏ cái lồng không nè, bỏ vào cái ổ sim này thì trong cái này, trong cái ổ sim nó sẽ bị trống, một khoảng trống như thế này. Mình đưa vào máy rồi khi đó mình móc ra thì cái lỗ trống này nó sẽ bị móc vô cái chân sim trong cái máy, dẫn đến hư
hư chân sim. Vì vậy khi mà không có sim thì chúng ta không để cái lồng ghép này vào mà để ra ngoài luôn. Rồi sau khi gài sim vào xong, chúng ta sẽ nhấn nút khởi động bên kế bên cái ổ sim đó, nút ngắn, nhấn giữ 3 giây ngay lập tức chiếc điện thoại khởi động. Đó là tín hiệu báo pin yếu. Vì đây là pin new chưa sử dụng nên Kỳ Lân bảo quản bằng cách là không để pin nhiều trong pin để được độ an toàn và bền. Đó chính là âm thanh nổi tiếng, rất quen thuộc, âm thanh của điện thoại Vertu chính hãng. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc điện thoại Vertu siêu nổi trẻ chính hãng Navi đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm sưu tầm theo tiêu chí Luxury của Kỳ Lân, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu, chính hãng. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tại Kỳ Lân Luxury. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp, chính hãng. Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.